đang làm thủ tục trước trận đấu. Trọng tài đang kiểm tra sự người và làm thủ tục sân và bóng. Hiệp một của trận đấu là đội tự do ở ngay trước màn ảnh của các bạn, và FC Hiếu Mô Tô cũng nằm ngay trước màn hình của các bạn. Hai đội đang làm thủ tục và có những phút giao lưu trong trận đấu. Ngay sau đây là trận đấu sẽ được bắt đầu. Mỗi hiệp sẽ diễn ra trong vòng 40 phút và sau đó hai đội sẽ đổi sân. Hiệp 1 này thì đội FC Tự Do sẽ ở phía màn hình gần hơn, đội FC Hiếu Mô Tô thì ở phía xa. Mở rồi. Em xin trà. Ok.
Ngoan tính như nhỉ? Em béo ra uống bia nó ngẹp quá.